Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Được thỏa mãn, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Thi Thiên thứ 63 từ câu 1 đến câu 11. Lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của con. Con hết lòng tìm cầu Chúa như trong vùng đất khô cằn, nứt nẻ, chẳng có nước. Linh hồn con khát khao Chúa, thân thể con mong ước Ngài. Xin cho con nhìn xem Chúa trong nơi thánh, chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang của Ngài. Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống, môi con sẽ ca ngợi Ngài. Như vậy, con sẽ chúc tụng Chúa suốt đời con. Nhân danh Chúa, con sẽ giơ tay lên. Linh hồn con được thỏa mãn như ăn tủy xương và mỡ. Môi miệng con sẽ vui vẻ mà ca ngợi Chúa. Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa và suy gẫm về Ngài suốt các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ con và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám chặt lấy Chúa, tay phải Chúa nâng đỡ con. Những kẻ tìm hại mạng sống con sẽ sa xuống vực sâu của đất. Chúng sẽ bị phó cho sức mạnh của thanh gươm, làm mồi cho chó rừng. Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời. Tất cả những người nhân danh Chúa mà thề nguyện đều sẽ tự hào. Còn miệng những kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Thi Thiên thứ 63 câu 5. Linh hồn con được thỏa mãn như ăn tủy xương và mỡ. Môi miệng con sẽ vui vẻ mà ca ngợi Chúa. Nhiều gia đình người Philippines tổ chức các dịp đặc biệt như sinh nhật, đám cưới, những ngày lễ hội và Giáng sinh cách hoành tráng. Vào những dịp này, các thành viên trong gia đình ngồi quanh bàn ngập tràn những loại thức ăn phong phú nhất. Họ kể nhau nghe những câu chuyện quen thuộc, cười vui với những câu chuyện đùa cũ, và sau khi mọi người đã ăn no nê, họ bắt đầu hát karaoke. Đối với nhiều người Philippines, ăn uống và ca hát có thể mang lại sự thỏa mãn lớn lao. Trong Thi Thiên thứ 63, David cho biết ông được thỏa mãn như ăn tủy xương và mỡ. Hãy thử hình dung những món ăn nào được phục vụ cho một vị vua như David trong mỗi bữa ăn. Nhưng David không ở trong cung điện của mình khi viết thi thiên này. Ông đang ở trong sa mạc, trốn chạy khỏi con trai mình là Absalom. David đói, khát và mệt mỏi. Ông phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn, có thể mất đi của cải, quyền lực và gia đình. Chính trong bối cảnh này, những gì thực sự quan trọng với David đã trở nên rõ ràng. Ông không khát rượu, nhưng khát khao Chúa. Sự đói khát đồ ăn của ông được thay thế bởi mong muốn được thỏa mãn hoàn toàn trong Chúa. Đối với ông, tình yêu của Chúa tốt hơn mạng sống. Bạn đang đối mặt với những rắc rối hoặc mối đe dọa về sức khỏe, tài chính hay các mối quan hệ. Giống như David, chúng ta hãy tin cậy Chúa dù trong hoàn cảnh nào. Bởi vì Chúa chúng ta tốt hơn mạng sống, chúng ta có thể hướng lòng về Ngài và cất lên những bài hát vui mừng. Lần cuối cùng bạn vui thỏa trong sự hiện diện của Chúa như được ăn những món ăn béo bổ là khi nào? Cảm giác đó ra sao? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm thỏa lòng con với tình yêu của Ngài, để môi miệng con và cả cuộc sống con luôn ca ngợi Ngài, bất kể hoàn cảnh hiện tại ra sao. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.